càng sôi thì độ nhạy loa càng lớn, có nghĩa là giải tần của loa càng cao. Đấy thì nó là với là loa xịn anh em nhé. Còn loa mà không sôi là loa cứ đi, anh em nên nhớ như một điều như vậy, loa càng sôi càng to thì loa càng xịn, có nghĩa là tần số đáp ứng của loa có thể là ứng được cái tần số cực cao. Đấy anh em nhá. Đấy, loa mà không sôi là loa lì. Đấy, có nghĩa là tần số thấp, anh em nên hiểu như vậy. Loa càng cao thì nghe càng hay anh em nhá, tép nó mới bay nhảy được. Anh em nên nhớ như thế. Hello quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay tiếp tục chia sẻ đến quý vị và các bạn chương trình Cây Nhà Lá Vườn, người biết ít chia sẻ cho người chưa biết. Thì hôm nay chủ đề việc chia sẻ đến quý vị và các bạn, tại sao dàn máy nhà quý vị và các bạn khi mở nguồn âm ly hoặc là mở nguồn cục đẩy lên thì có tiếng sôi ở trong lo, hoặc là tiếng nổ lụp bụp ở trong lo, hoặc là tiếng ù rất là khó chịu. Ở video này thì Việt cũng xin phép quý vị và các bạn là video mang tính chất chia sẻ, người biết ít chia sẻ cho người chưa biết. Và quý vị và các bạn nào đã biết nhiều rồi, đã là cao nhân trong vấn đề chơi audio, thì quý vị và các bạn cũng đừng ngại để lại những cái bình luận, comment ở phía dưới video này, để góp ý thêm cho việc những cái vấn đề còn thiếu sót, kiến thức còn hạn chế, cũng như là để cho những anh em khác cùng nhau học hỏi và càng lúc càng tiến bộ hơn, kiến thức nhiều hơn về vấn đề audio. Thì trước khi giải thích hiện tượng dàn máy nhà quý vị và các bạn tại sao lại có hiện tượng sôi, ù, nổ lục bục, thì mời quý vị và các bạn nghe một bác thợ. Bác này cũng có kênh YouTube và Facebook để bán hàng. Một bác thợ là giải thích về vấn đề này. Thì việc xin phép là việc không quay hình ảnh của bác này và cũng không tiết lộ danh tánh, tại vì đây là một cái riêng tư. Thường anh em bán thì nói là nước sông không phạm nước giếng, thì ai làm gì làm. Thì việc cũng như thế. Việc thì xin phép việc trích dẫn một đoạn của bác này tư vấn để cho quý vị và các bạn cùng nghe. Đấy. Rồi, thì mời quý vị và các bạn nha. Anh em biết, cái loa càng sôi thì độ nhạy loa càng lớn, có nghĩa là giải tần của loa càng cao. Đấy, thì đó là với là loa xịn anh em nhé. Còn loa mà không sôi là loa cứ đi, anh em nên nhớ như một điều như vậy, loa càng sôi càng to thì loa càng xịn, có nghĩa là tần số đáp ứng của loa có thể là ứng được cái tần số cực cao. Đấy anh em nhá. Đấy, loa mà không sôi là loa lì. Đấy, có nghĩa là tần số thấp, anh em nên hiểu như vậy. Loa càng cao thì nghe càng hay anh em nhá, tép nó mới bay nhảy được, anh em nên nhớ như thế. Vì các bạn vừa nghe một đoạn của một bác thợ tư vấn cho khách của mình ở trên kênh YouTube, thì có lẽ là việc làm cái video này thì cũng có nhiều anh em biết bác thợ này rồi. Thì bác này hiện giờ là đang nổi tiếng ở trên YouTube và trên Facebook rất là nhiều. Thì việc làm cái video này cũng mang tính chất chia sẻ. Nếu như mà bác có xem được cái video của Việt thì bác thông cảm bỏ qua cho Việt, tại vì có thể là đúng với Việt nhưng sai với bác và quý vị và các bạn, cũng có thể là đúng với quý vị và các bạn và bác nhưng sai với Việt. Thì ở video thì nó chỉ mang cái tính chất chia sẻ thôi. Mong quý vị và các bạn xem thấy đúng thì cho một like, bình luận, comment. Còn không đúng thì quý vị và các bạn bỏ qua và góp ý cho Việt. Việt xin cảm ơn. Trước tiên thì Việt xin nói về cái vấn đề tại sao lo nhà quý vị và các bạn khi mở nguồn âm ly hoặc là mở nguồn cục đẩy lên nó có hiện tượng là bị sôi nè, bị ù nè, bị nổ lụp bụp nè. Hiện tượng đó rất là nhiều dàn máy bị. Thì theo bác khách, theo mà bác thợ vừa rồi á, là bác tư vấn á, là sôi nó mới là lo xịn, còn lo không sôi là lo không xịn vứt đi. Đấy. Thì theo ý kiến cá nhân của Việt, theo Việt biết thì tất cả các dàn máy xịn, dàn máy 2N, có thể là dàn máy từ bạc tỷ cho đến bạc vài trăm triệu, vài chục triệu, thì Việt không có thấy dàn máy nào mà sôi hết, cho dù lo nó có độ nhạy đến đâu.
Nó sôi ở đây, cái lo là không có vấn đề sôi quý vị và các bạn. Cho dù cái lo của quý vị và các bạn có đạt đến cái độ nhạy bao nhiêu và lo đắt tiền bao nhiêu thì nó cũng không bao giờ sôi nha quý vị và các bạn. Cái vấn đề sôi này nó nằm ở ngay chỗ cái nguồn phát. Tiếng sôi nè, tiếng nổ lục bục nè, tiếng ù nè là nằm ngay chỗ nguồn phát. Trước tiên thì Việt sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn về cái vấn đề mà tại sao mở âm ly lên là lo có tiếng ù. Thì nó có 2-3 vấn đề. Vấn đề mà đầu tiên để quý vị và các bạn kiểm tra cái vấn đề này, đó là dây tín hiệu. Thường là ù là dây tín hiệu. Dây tín hiệu là cái dây mà nhạc đó, quý vị và các bạn cho nhạc vào đó, là ví dụ như lấy nhạc từ đầu đĩa CD, lấy nhạc từ điện thoại, lấy nhạc từ TV, chúng ta nên kiểm tra cái dây đó, thay đổi cái dây đó. Thường nó ù như thế là nó sẽ đứt mát một trong hai dây đó. Và quý vị và các bạn đừng nói là dây quý vị và các bạn mua bạc triệu bạc gì hết, dây mua bao nhiêu tiền thì nó cũng có thể đứt hết. Tuy nhiên thì cái dây mà mình mua mà đắt tiền thì xài nó chất lượng hơn, thì cái việc mà nó hư thì nó ít hơn đó. Chứ không phải là mua đắt tiền là nó không hư. Thì quý vị và các bạn vấn đề ù thì quý vị và bạn đầu tiên nên kiểm tra cái vấn đề mà dây tín hiệu của mình. Thì sau đó sẽ kiểm tra những cái kết nối từ là đầu CD xuống lọc xì rồi xuống âm ly vân vân. Đấy. Thì đa số là hết 80% là cái ù nó sẽ bị cái đường dây. Còn 20% còn lại nó sẽ bị từ đầu CD âm ly vân vân. Đấy. Chứ không có chuyện mà lo độ nhạy cao rồi ù. Rồi một cái vấn đề nữa là lo bị sôi cũng xuất phát từ nguồn phát, đó là âm ly hoặc là cục đẩy hoặc là quanh số hoặc là lọc xì trong cái dàn máy đó. Những thiết bị đó phải có một thiết bị nó bị hư. Cái vấn đề sôi này là do thiết bị hư. Một trong những thiết bị quý vị và các bạn kết nối, ví dụ như âm ly, nó đã bị là hư một cái con điện trở nào đó. Thường là cái tiếng sôi á, tiếng nổ lục bập á, là hư mấy con ba chân. Đấy, quý vị và các bạn, quý vị và các bạn tình trạng này nên đem đi cho thợ người ta xem. Chứ không phải là tiếng sôi là lo quý vị và các bạn độ nhạy cao. Tiếng sôi là quý vị và các bạn nên kiểm tra. Cái vấn đề kiểm tra thì nó rất là dễ. Quý vị có thể là gỡ từ thiết bị ra. Ví dụ như nhà quý vị và các bạn đấu nối rất là nhiều thiết bị vào nhau thì quý vị kiểm tra từ phần. Nếu như mà đầu tiên thì quý vị và các bạn sẽ đấu lo vào âm ly, bỏ hết tất cả các thiết bị khác ra coi nó có sôi hay không. Nếu như nó có sôi thì chúng ta xác định ngay là do chiếc âm ly, chứ không có là chuyện mà lo mà độ nhạy cao mà bị sôi. Còn nếu như âm ly nó khi đấu vào như thế mà nó không sôi thì chúng ta đấu tiếp những cái thiết bị mà quý vị và các bạn đang có là lọc xì gì đó, thì chúng ta đấu từ từ và chúng ta dùng phương pháp loại trừ thì chúng ta sẽ biết cái thiết bị nào đó nó bị sôi. Ví dụ như quý vị và các bạn đấu cái lọc xì vào không sôi, rồi sau đó đấu quanh số vào sôi thì chắc chắn là quanh số có vấn đề. Một cái cách đơn giản để kiểm tra. Rồi cái vấn đề mà nổ lụp bụp trong loa thì vấn đề đó cũng xuất phát từ nguồn phát và âm ly. Đó, xuất phát từ âm ly, xuất phát từ lọc xì. À, lọc xì có một số lọc á, như cái dàn lọc mà Gamsa đó. Cái dàn lọc Gamsa 64 cần có một đời gì đó Việt Vên rồi. Mà cái đời đó quý vị và các bạn 100 con là chết đủ 99 con. Khi quý vị và các bạn hán thời gian là nó nổ lụp bụp. Đấy. Mà cái lọc Gamsa đó thường ít có anh em nào sử dụng để cho dàn máy nhà mình lắm. Tại vì nó là 64 cần, anh em thường sử dụng cho cái dàn mà nhạc sống á, thì nhiều. Cho nên cái đúc kết cuối cùng của việc lại là vấn đề lo càng đắt tiền, dàn máy càng đắt tiền thì càng xịn, thì không có chuyện sôi, ù, xì. Còn chuyện ù xì sôi nếu như có xảy ra thì một là âm ly bị hư,
nguồn phát vân vân, dây dẫn vân vân. Còn nếu như mà chúng ta xài đồ Việt Nam thì cái vấn đề bị sôi đó là vấn đề rất bình thường, với cái lý do là những cái chiếc âm ly của Việt Nam họ làm như thế nào đó thì không biết. Quý vị và bạn ra mua đồ mới đóng vào loa, những chiếc âm ly mới đóng vào loa nó vẫn có tiếng sôi, đó là điều đương nhiên. Tại vì do nguồn hay là do tụ lọc gì đó của mình nó chưa có đạt, cho nên nó hay có hiện tượng đó. Và tuy nhiên thì âm ly Việt Nam thì cũng không phải là đời nào thì nó cũng như thế nha quý vị và các bạn. Cũng có một số hãng người ta sản xuất cũng khá là chất lượng, chất lượng theo cái dạng mà cái giá tiền quý vị và các bạn bỏ ra đó. Rồi thì qua video này Việt cũng xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Xin chào quý vị và các bạn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau. Xin chào nha.